Cô. Bắt đầu đi em. Dạ, em là học viên chuyên khoa 2 nội tổng quát Lâm Kim Bảo. Hôm nay em sẽ trình chuyên đề về dinh dưỡng trong bệnh gan ạ. Thì chuyên đề này em soạn theo cái guideline của Hội Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu năm 2020. Nội dung của bài trình bày sẽ gồm các phần. Thứ nhất là phần đánh giá về dinh dưỡng chung. Thứ hai là về bệnh lý, thì sẽ có là bệnh lý trong dinh dưỡng trong bệnh lý suy gan cấp, bệnh lý bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, và cuối cùng là xơ gan. Thì đánh giá dinh dưỡng thì trong suy dinh dưỡng sẽ làm suy giảm cái toàn bộ hệ thống chức năng trao đổi chất của gan. Bệnh nhân bệnh gan thì nên được đánh giá suy dinh dưỡng bằng một cái công cụ đã được xác định. Thì trong cái khuyến cáo của cái Hội Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu thì người ta khuyến cáo là hai cái công cụ là có NRS 2002, và cái thứ hai á, là cái RFH NBT. Thì cái công cụ mà thứ hai á, thì thường khi so sánh hai cái công cụ này với nhau á, thì người ta thấy là ở trên cái bệnh nhân gan á, có bệnh lý gan, thì công cụ thứ hai thì nó đặc hiệu, nó chính xác hơn. Dạ, cái này thì giá hơi nhỏ, thì cái này là cái công cụ của Royal Free Hospital Nutrition Prioritizing. Cái này thì mình sẽ đánh giá theo từng bước, và mỗi nó sẽ có mỗi cái thang điểm, thì cuối cùng mình sẽ áp dụng là mình sẽ làm gì với cái bệnh nhân. Cái thứ hai là cái NRS, thì cái 2002, thì cái này em giới thiệu cho mọi người biết. Cái bước tiếp theo mình làm sau khi là mình đánh giá dinh dưỡng cho bệnh nhân á, thì mình sẽ xác định cái chuyện là cái mức độ suy dinh dưỡng cho bệnh nhân, và mức độ suy dinh dưỡng á, và suy yếu cơ. Thì mình sẽ đánh giá bằng những cái công cụ. Thứ nhất là mình đánh giá bằng cái phương pháp đo trở kháng điện sinh học. Thì cái này người ta sẽ có một cái chỉ số gọi là gốc pha. Thì cái này nó sẽ theo từng giá trị á, thì nó sẽ có cái giá trị cho cái chuyện là cái thành phần cơ thể, cái lượng cơ là sẽ như thế nào. Mình cũng có thể đánh giá bằng cái công cụ cái suy mòn cơ bằng cái DXA, CT hoặc MRI. Thì với CT á, thì mình sẽ đánh giá là mình sẽ cái hình ảnh của mình đánh giá sẽ là hình ảnh ngang cái đốt sống thắt lưng thứ ba ở cái cơ ở vùng đó. Thì cái cơ vùng đó mình nó tuyên người ta thấy là nó tương quan tuyến tính với cái khối lượng cơ của toàn thân. Thì mất khối cơ trên CT á, nó sẽ liên quan tới cái chuyện là tăng cái tiên lượng tử vong ở bệnh nhân. Cái bước tiếp theo á, là sau khi mình đánh giá cái mức độ suy dinh dưỡng, suy yếu cơ, thì mình sẽ làm cái chuyện là mình xác định cái năng lượng tiêu hao của bệnh nhân, để khi mà mình có can thiệp về vấn đề dinh dưỡng á, mình sẽ dựa vô cái này. Thì mình để xác định cái năng lượng tiêu hao á, thì sẽ có nhiều cái công cụ. Như mình hay biết á, thường là mình sẽ xài cái công thức gọi là Harris Benedict. Thì nó dựa vô có một cái công thức mình ráp số cân nặng chiều cao bệnh nhân vô. Thì nhưng mà thường những cái phương pháp đó thì nó sẽ không có chính xác. Cho nên người ta khuyến cáo là mình sẽ đo bằng cái phương pháp đo năng lượng tiêu hao gián tiếp, indirect calorimetry. Thì cái này đây là cái hình ảnh của cái đó. Thì người ta sẽ dựa vô cái lượng oxy với CO2, thì người ta sẽ tính toán được cái năng lượng tiêu hao lúc nghỉ của bệnh nhân. Thì người ta thấy là khi mà đo năng lượng tiêu hao gián tiếp á, thì trong cái bệnh nhân suy gan cấp, bệnh gan do rượu và xơ gan á, thì cái năng lượng tiêu hao lúc nghỉ thì tăng lên, nhưng mà bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu á, thì có cái năng lượng tiêu hao lúc nghỉ bình thường. Do đó là người ta khuyến cáo là với cái bệnh nhân mà mắc bệnh gan mãn tính và lối sống ít vận động á,
thì cái năng lượng, tổng năng lượng cung cấp cho bệnh nhân á, thì sẽ bằng 1 phần 3 như 1,3 nhân với cái năng lượng tiêu hao lúc nghỉ. Thì thường mình sẽ tính ra cái số này là khoảng 32 kilocalo trên kg một ngày. Đây là, nhưng mà đó, người ta vẫn khuyến cáo là nếu mà muốn chính xác thì mình sẽ đo bằng cái máy. Còn ở Việt Nam trong điều kiện của mình thì mình cũng không có cái dụng cụ đo đó. Thì mình có thể sử dụng được là cái công thức mình ước được, ước lượng khoảng là 32 kilocalo trên kg một ngày. Phần tiếp theo là dinh dưỡng trong bệnh nhân suy gan cấp. Thì ở trong bệnh nhân suy gan cấp á, thì nó sẽ có cái chuyện... Không, không. Dạ. Ủa, hôm nay ai trình vậy ta? Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Lâm Kim Bảo, chuyên khoa hai nội tổng quát. Em có cái đoạn giai đoạn đầu, cái đoạn đầu đó, tức là cái để nói trước khi vô đánh giá thì mấy em biết là cái suy dinh dưỡng á, cái người mà suy dinh dưỡng là cái biến chứng rất là thường gặp của xơ gan nha, hầu như là tần suất do đó cái tần suất suy dinh dưỡng và thiếu đạm và thiếu vi chất á, thì đó rất là cần cần thiết là phải đánh giá trên bệnh nhân có bệnh lý gan, đặc biệt là xơ gan. Là người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà xơ gan có BMI dưới 18.5 á, hoặc là xơ gan mà mấy em xếp loại chai C á, thì cái nguy cơ suy dinh dưỡng rất là cao. Thì là suy dinh dưỡng bảo thiếu các chất vi chất, ngay cả vitamin B1, B12, acid folic, K, D, kẽm, vân vân, magie vân vân, đều nó có bị ảnh hưởng trên bệnh nhân có bệnh lý gan, đặc biệt là xơ gan, do vấn đề là ăn vào nó cũng giảm, khả năng hấp thu cũng giảm. Khả năng hấp thu, khả năng vấn đề mà chuyển hóa cũng bị ảnh hưởng. Do đó mà những cái vấn đề bên cạnh là đạm thì những cái vi chất là rất là quan trọng. Rồi người ta thấy rằng là đối với suy dinh dưỡng á, người ta gọi là suy dinh dưỡng trước khi đánh giá dinh dưỡng, người ta định nghĩa cái suy dinh dưỡng á, thì nó có nhiều cái hiệp hội lắm. Bên nó có cái những cái hiệp hội rất là nhiều, họ đánh giá là thế nào gọi là suy dinh dưỡng, thì là người ta sẽ sử dụng những cái phương tiện khác nhau mà tí các bạn vừa mới trình bày đó. Nhưng mà hầu hết là người ta sử dụng, vẫn có thể sử dụng BMI. Tuy nhiên cái BMI của mình nó không có chính xác, vì những cái bệnh nhân xơ gan mất bù thì nó có cái hiện tượng tích tụ dịch đó, tụ dịch. Thành ra người ta có những cái phương tiện mà để họ đánh giá được cái vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân xơ gan, thì rất là những cái phương tiện này thường á là sử dụng cho đối với bác sĩ chuyên về dinh dưỡng họ sử dụng. Còn trên lâm sàng của mình á thì là sẽ có một cái phương tiện thông thường nhất, đơn giản nhất là cái BMI. Nhưng mà cái BMI nó sử dụng như thế nào thì tí nữa mình cũng phải đề cập đến. Thì nó có những cái từ, những cái thuật ngữ mà một cái ISO đó, tức là của cái hiệp hội châu của Mỹ và hiệp hội của châu Âu á, năm 2019 nó đưa ra những cái thuật ngữ, ví dụ như gọi là malnutrition, tức là suy dinh dưỡng. Rồi nó có những cái từ là undernutrition, tức là những cái dưới mức dinh dưỡng. Thì cái định nghĩa nó cũng giống như là suy dinh dưỡng. Nó có những cái từ là sarcopenia nữa ha. Rất là nhiều cái từ nó đưa ra. Thì cái nguyên nhân của cái vấn đề dinh dưỡng mà nó kém, cái vấn đề suy dinh dưỡng mà trên cái người xơ gan á, nói chung á, xơ gan thôi chứ viêm gan mãn nó không có ảnh hưởng lắm đâu, là chủ yếu là do ăn vào nó kém, hoặc là vấn đề tiêu hóa nó cũng kém, vấn đề hấp thụ cũng kém, và thay đổi vấn đề chuyển hóa. Ví dụ như những bệnh nhân bị bệnh gan, xơ gan thì hay chán ăn, buồn nôn, đúng không? Là bệnh não gan, rồi bụng bán nữa, thành ra với chế độ mình ăn kiêng nữa, thành ra họ ăn rất là kém. Hoặc là những cái vấn đề rối loạn về tiêu hóa, ví dụ như thiếu muối mật, hoặc là vấn đề thay đổi vi khuẩn ở đường ruột, vân vân. Hoặc là trường hợp tăng áp cửa, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tăng tính thấm như mặt ruột, nó làm giảm vấn đề tiêu hóa. Vấn đề hấp thu cũng liên quan đến vấn đề vi khuẩn đường ruột, vấn đề thay đổi như động ruột, thiếu muối mật, vân vân. Và vấn đề chuyển hóa thì nó thường thường nó là sẽ cái BCAA nó sẽ giảm trên bệnh nhân xơ gan, thì BCAA nó sẽ giảm, mà trong khi cái AAA, tức là acid amin thơm, nó sẽ tăng lên, thành ra cái tỷ số BCAA chia cho AAA nó sẽ giảm, nó ảnh hưởng trong cái bệnh lý bệnh não gan. Vấn đề chuyển hóa carbon hydrate bất thường, thì đó các bạn thấy trên cái người xơ gan á, thì vấn đề đường á, có hiện tượng đề kháng insulin, giảm tân sinh đường, giảm dự trữ glycogen, do đó nó dễ bị hạ đường huyết. Thành ra trên những cái bệnh nhân này á, mình cũng phải rất là cẩn thận. Rồi tại sao cái vấn đề dinh dưỡng nó rất quan trọng như vậy trên bệnh nhân bệnh gan nói chung và xơ gan nói riêng? Tại bạn sẽ thấy là cái hậu quả của nó khủng khiếp lắm. Trước khi mình đi vô từng bệnh lý,
tức là những cái người mà xơ gan mất bù á, hoặc là xơ gan thường là xơ gan mất bù, cái vấn đề dinh dưỡng hoặc vấn đề nó gọi là sarcopenia, tức là những người bị suy mòn cơ á, tức giảm khối lượng cơ á, thì nó làm tăng nguy cơ bệnh não gan, nó tăng tăng nguy cơ nhiễm trùng, nó làm tăng nguy cơ bán bán bụng ha, và hậu quả cuối cùng của nó sẽ làm tăng các biến chứng nói chung, giảm cái thời gian sống còn của bệnh nhân xuống, đặc biệt là khi bệnh nhân có phẫu thuật thì nguy cơ tử vong rất là cao. Đó, và tất cả các biến chứng của cái bệnh nhân mà những cái biến chứng nguy hiểm, vấn đề nhiễm trùng, bệnh não gan, ung thư vân vân, hoặc là những dịch bán đều tăng lên hết trên những cái bệnh nhân mà có cái xơ gan mất bù mà có kèm theo suy dinh dưỡng. Thành ra cái hậu quả của suy dinh dưỡng cuối cùng hết nó là sẽ đưa làm tăng tỷ lệ tử vong và tăng tất cả các biến chứng và giảm thời gian sống còn. Đó là lý do tại sao mà mình phải đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên bệnh nhân bệnh gan mãn, nói chung và đặc biệt là xơ gan. Một tí nữa mình sẽ đi vô từng cái bệnh sau. Thì cái đánh giá dinh dưỡng nói chung thì nó có nhiều phương tiện đánh giá lắm. Cái đơn giản nhất là những cái chỉ số về nó gọi là astropometrics đó, tức là những cái chỉ số đơn giản như chiều cao, cân nặng, BMI ha, khối lượng cơ, cơ ví dụ như nó đo vòng của cơ vân vân, thì cái thường những cái phương pháp này thì độ chính xác nó thấp, nhưng mà cái phương mình sử dụng rất là thường xuyên đó là cái BMI của mình, thì cái BMI này nó vẫn có thể sử dụng nó trên bệnh nhân xơ gan nhưng mà đánh giá mức độ ban đầu thôi, rồi nó dùng được phương pháp BIA là bia đó, hoặc là siêu âm nó đánh giá được cái độ dày của cơ nó, hoặc là độ mỡ dưới da, hoặc là CT hoặc MRI hoặc vân vân, tức là tùy cái theo cái mức độ mà họ đánh giá. Thì là cái thang điểm mà hồi nãy bạn nói á, thì là thang điểm RF FH á, là cái thang điểm hiện nay là sử dụng là thông thường ở trên lâm sàng, RFH là sử dụng khá là nhiều, trong mấy cái guideline nó cũng khuyến cáo mình vấn đề mình sử dụng những cái phương pháp này. Thì cái RFH là cái gì thì mấy em sẽ phải phải xem ha. RFH là viết tắt của chữ Royal Free Hospital, NPT là Nutritional Prioritizing Tool, tức là một cái phương tiện nó tích RFH là như vậy. Thì nó còn gồm 3 bước mà hồi nãy bạn lướt qua, bước 1, bước 2, bước 3. Thì bước 1 thì nó sẽ nói là bệnh nhân này có ghép tạng, có là cái người có phải chuẩn bị ghép tạng hay không hay gì vân vân đó. Rồi nó bước thứ hai là bệnh nhân này có quá tải dịch hay không, tức là có bán bụng, có phù chân hay không, để nó tính điểm. Rồi nếu mà không có thì người ta dùng BMI ha, người ta dùng BMI người ta đánh giá. À, nếu mà có thì người ta sẽ dùng những cái người ta hỏi tiếp là bữa ăn hoàn chỉnh hay không, cái lượng dinh dưỡng lấy vào như thế nào, sau đó họ tính điểm. Thì họ chia làm 3 mức độ, score 1, score 0, 1, từ 2 đến 7, thì là đánh giá nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Thường á, là cái RFH này họ sẽ đánh giá sau sau cái BMI, sau đó họ sẽ chia nguy cơ ra là nguy cơ dinh dưỡng này là thấp hay trung bình hay là cao. Tại vì mỗi cái nguy cơ nó sẽ có những cái can thiệp khác nhau, nó sẽ có những cái can thiệp rất là khác nhau. Thì ở đây á, thì em theo cái guideline này á, thì nó sẽ đi vô từng 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 đầu tiên là nói về suy gan cấp đúng không? Nói là viêm gan cấp, suy gan cấp thì bạn nói tiếp đi rồi có gì tôi bổ sung thêm. Tiếp đi em. Trong cái bệnh nhân suy gan cấp á, thì về bệnh nhân sẽ có cái chuyện là mất tổng cái chức năng gan, do là mất cái số lượng tế bào gan rất là lớn, và sau đó dẫn tới cái chuyện suy đa cơ quan, nó suy giảm cái chức năng chuyển hóa glucose, lipid với protein. Rồi cái suy giảm của cái chuyện giảm sản xuất glucose và cái than thải lactate, rồi tăng cái dị hóa protein liên quan tới tăng cái amino acid và tăng cái NH4 gốc amoni, nồng độ cái axit amin trong huyết tương sẽ tăng đến 3 tới 4 lần. Rồi cái giống như cô nói thì trong cái suy gan cấp thì có sự cái giảm của cái axit amin phân nhánh, tăng cái tryptophan axit amin thơm và cũng như là có nhân lưu huỳnh. Rồi bệnh nhân này sẽ có những cái chuyện là hạ đường huyết, do cái lý do là suy giảm lipogen ở gan, rồi giảm tân tạo gluco do mất tế bào gan, rồi tăng insulin máu, gia tăng bài tiết và giảm cái sự thoái dáng. Đặc biệt thì ở những bệnh nhân mà có suy gan cấp, có béo phì á, sẽ gia tăng cái nguy cơ tử vong, hoặc là tăng cái nhu cầu cái ghép, mà tăng tỷ lệ tử vong sau cái ghép gan. Thì đầu tiên là ở những bệnh nhân này á, thì mình sẽ can thiệp dinh dưỡng. Thứ nhất là mình đi sẽ ở bất kỳ bệnh nhân nào
với cái chuyện dinh dưỡng thì người ta cũng sẽ khuyến cáo theo ba mức độ. Thứ nhất là dinh dưỡng đường miệng, rồi sau đó là dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, thứ ba là sẽ dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Thì với bệnh nhân có bệnh suy gan cấp á, thì dinh dưỡng đường miệng, bệnh não gan nhẹ thì bệnh nhân còn ăn được bằng miệng á, tức là còn phản xạ ho và nuốt thì mình vẫn có thể cho ăn được. Nếu bệnh nhân ăn không đủ, không đạt được cái mục tiêu năng lượng giống như mình đã nói, hoặc là cái mục tiêu protein á, thì mình có thể sử dụng bổ sung cái dinh dưỡng đường miệng gọi là ONS. Với bệnh nhân mà có suy gan tối cấp nặng mà có bệnh não gan mà tăng cái NH3 máu á, tăng trên 150 á, thì nó sẽ có nguy cơ phù não. Do đó là trong cái trường hợp này á, thì mình có thể là mình khi mà mình cung cấp đạm cho bệnh nhân á, nó có thể nó làm tăng NH3, cho nên là mình có thể trì hoãn cái cung cấp cho cái protein trong 24 đến 48 giờ sau mình kiểm soát tăng natri máu. Rồi khi mà mình bắt đầu cung cấp lại protein đó, thì mình cần theo dõi cái NH3 máu. Cái phần mà liên quan đến bệnh não gan á, thì mấy em sẽ có thêm một số cái guideline nữa của những cái hiệp hội liên quan đến bệnh não gan. Thì nhớ trong cái bệnh não gan á, hồi xưa á, là mình giảm đạm nha, nhưng mà bây giờ cái bệnh não gan nó không có giảm đạm nữa. Nếu bệnh nhân còn ăn được bằng đường miệng, người ta chỉ giảm ví dụ lượng đạm tí nữa bạn sẽ nói là khoảng từ 1,2 đến 1,5 gram bạc phí một ngày. Thì những cái người trường hợp mà nó đạm nhiều quá mà nó có sợ là bị bệnh não gan đó, thì người ta có thể giảm xuống 0,8 đến 1 gram bạc phí một ngày. Và nếu mà trường hợp và bệnh nhân mà trừ những trường hợp mà bệnh não gan nặng lắm á, thì người ta mới tạm ngưng trong vòng 24 48 tiếng, sau đó quay trở lại đạm liền chứ không có ngưng đạm và giảm đạm như trước đây. Thì tôi mới gửi cho mấy bạn cái bài mà dưỡng cho bệnh nhân gan á, ở đây nói là bệnh nhân xơ gan thôi, thì các bạn tham khảo thêm. Thì cái bài này tôi soạn từ năm 2019 nữa, thành ra nó sẽ có những cái guideline năm 2019 2017, thì các bạn đọc thêm trong đó. Còn ở đây là bạn mua bạn sử dụng cái guideline mới năm 2020 thì nó sẽ đi vô từng bệnh lý ha. Thì trong cái suy gan cấp á, các bạn nhớ sợ nhất á, trong cái suy gan cấp á, là cái tình trạng sợ nhất là cái hạ đường huyết. Tại vì trên cái người mà suy gan này á, mà hạ đường huyết thì rất là dịch, tại vì cái vấn đề chuyển hóa đường, vấn đề tân tạo đường nó đều giảm hết, thành ra mình phải cẩn thận. Một trong những biến chứng sợ nhất của cái suy gan đó là hạ đường huyết và nhiễm trùng đó. Thành ra cái vấn đề ăn uống thường thường là người ta cố gắng bằng đường miệng. Nếu mà đường ăn và đường tiêu hóa thì thường thường họ đặt cái ống mũi dạ thông dạ dày, thường thường họ không khuyến cáo nhiều ống mũi dạ dày trong thời gian ngắn thôi, còn không họ sẽ đặt từ mũi tới họng tràng luôn. Ha, và họ hạn chế bật đường truyền, người ta ít khi mà hạn chế cái đường truyền bằng đường truyền tĩnh mạch vì họ sợ cái vấn đề nhiễm trùng thôi. Nhưng mà trong những trường hợp mà bệnh nhân không thể sử dụng các cái đường truyền để ăn bằng đường tiêu hóa thì người ta mới sử dụng các đường truyền khác, những cái phương pháp khác, ví dụ như đường truyền tĩnh mạch. Tiếp đi em. Dạ, với bệnh nhân mà suy gan cấp mà không suy dinh dưỡng á, thì mình nên được cung cấp với hỗ trợ dinh dưỡng đường tiêu hóa là ưu tiên. Rồi nếu mà không có thể tiếp tục dinh dưỡng đường miệng bình thường á, thì trong vòng 5 tới 7 ngày thì mình bắt đầu dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Thời điểm cái hỗ trợ cái chuyện hỗ trợ dinh dưỡng và cái đường sử dụng đường nào, đường tiêu hóa hay là đường tĩnh mạch á, thì người ta khuyến cáo tương tự giống như là các bệnh nhân ICU khác. Với bệnh nhân mà suy gan tối cấp á, thì tại thường mình theo định nghĩa với cái bệnh lý thì suy gan tối cấp thì nó sẽ khởi phát từ lúc vàng da cho tới bệnh não gan. Bắt đầu bệnh não gan từ khi vàng da là từ 8 tới 28 ngày. Do đó là cái thời gian mà mình hỗ trợ dinh dưỡng của cái bệnh nhân suy gan tối cấp á, nó không có đóng vai trò quan trọng. Còn ở bệnh nhân mà suy gan cấp với bán cấp á, thì nó sẽ kéo dài hơn, do đó cái vai trò hỗ trợ dinh dưỡng này nó sẽ quan trọng hơn. Với mình sau khi mình xác định là cái đường nuôi ăn của bệnh nhân là đường gì á, thì mình sẽ sử dụng cái công thức nuôi ăn nào.
thì người ta khuyến cáo là bệnh nhân nên được cho ăn mà công thức nuôi ăn chuẩn. Thì công thức nuôi ăn chuẩn có nghĩa là công thức, tức là những cái công thức bình thường thông thường với năng lượng là 1 kilocalo trên ml, rồi tức là không có cần một cái chế độ ăn gì đặc biệt. Thì với cái bệnh nhân, những cái bệnh nhân này thì cũng không có bằng chứng là mình sử dụng cái ăn đường tiêu hóa mà được làm giàu với cái đạm phân nhánh có cải thiện cái kết quả so với công thức protein toàn phần tiêu chuẩn, so với cái ở những bệnh nhân bị bệnh nặng mà bệnh gan. Rồi mình cho ăn cái liều lượng nó không có phụ thuộc vào cái mức độ của bệnh não gan. Rồi khi mà nó ăn đường tiêu hóa mà không có bệnh nhân không có ăn đầy đủ bằng đường miệng, đường tiêu hóa, thì mình sẽ bắt đầu là nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Cái phần này chị để ý một ý thôi, em chỉ nhớ một ý thôi là người ta không có hề, trong trường hợp mà suy gan cấp mà có bệnh não gan thì cũng không có hạn chế đạm nha, không có điều chỉnh cái lượng đạm đâu dựa vào cái mức độ bệnh não gan đâu. Tiếp đi em. Dạ, tiếp theo là trong dinh dưỡng trong cái bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, thì bệnh nhân này, những cái nhóm bệnh nhân mà bệnh gan nhiễm mỡ do rượu thì bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thì tỷ lệ sống sót là kém hơn so với cái người không bị suy dinh dưỡng. Bệnh nhân mà ASH nên cho đường ăn được đường miệng, cũng giống vậy, nếu mà có còn phản xạ ho và nuốt và đạt được cái đích năng lượng và cái lượng protein đạt được theo yêu cầu. Ở những bệnh nhân này thì mình cũng bổ sung cái nguyên tố vi lượng rồi các vitamin cho bệnh nhân. Với bệnh nhân giống như nói, thì bệnh nhân mà ăn đường miệng không đủ thì mình sử dụng thêm ONS. ONS tức là cái dinh dưỡng bổ sung á, thì mình nên cho ăn vào cái buổi tối muộn, tại vì người ta thấy là ở những bệnh nhân mà người ta chỉ nghiên cứu trên những cái bệnh nhân xơ gan á, thì thường có hạ đường huyết vào cái buổi tối, thì mặc dù là chỉ là buổi tối như người bình thường, nhưng mà ở những bệnh nhân xơ gan thì nó sẽ chuyển hóa năng lượng theo hướng là giống như một cái người bình thường mà phải nhịn đói lâu ngày, là nó sẽ chuyển hóa bằng cách là nó sẽ tiêu hủy protein, nó sẽ chuyển hóa dị hóa protein. Do đó là người ta khuyến cáo là mình hạn chế cái thời gian nhịn ăn của những cái bệnh nhân có bệnh gan này bằng cách là mình cho ăn một cái buổi ăn nhẹ vào cái buổi tối muộn trước khi đi ngủ. Thường á là mấy cái bệnh nhân bệnh gan rượu á, hay là bệnh nhân mà xơ gan, mà xơ gan mất bù á, thì người ta khuyến cáo mình á là để tránh cái dị hóa đạm thì mình phải rút ngắn cái thời gian nhịn đói giữa các bữa ăn, có nghĩa là một ngày á bệnh nhân phải ăn 4 đến 5 bữa nha, từ 3 đến 5 bữa và thêm một bữa ăn nhẹ vào buổi tối muộn, tức là trước khi đi ngủ á ăn thêm để cải thiện tình trạng protein, vì đa số những bệnh nhân này á là nó thiếu protein, nó suy dinh dưỡng mà suy dinh dưỡng đạm, suy dinh dưỡng là dinh dưỡng thiếu đạm á. Mà những bệnh nhân mà có hiện tượng ngay cả bệnh não gan cũng vậy nữa, người ta cũng không khuyến cáo là hạn chế protein ở xơ gan có bệnh não gan, tại vì họ cũng sợ có hiện tượng tăng dị hóa protein. Do đó mà những cái bệnh nhân này á, mấy em nhớ là cho người ta ăn 3 bữa 5 bữa một lần và thêm một bữa nhẹ vào buổi tối trước khi đi ngủ, làm sao để cái khoảng cách giữa các bữa ăn nó không có quá dài nha, khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 4 tiếng, 3 4 tiếng trước khi đi ngủ ăn thêm một cữ nữa, tại vì khi đi ngủ buổi tối mà đến sáng hôm sau á, nhiều lúc nó kéo dài cho đến đến 8 tiếng lận, thành ra trước khi đi ngủ họ kia nên ăn một cái bữa ăn nhẹ nữa, còn gọi là bữa ăn tối muộn đó. Tiếp đi em. Dạ, với cái bệnh với nuôi ăn đường tiêu hóa ở cái bệnh nhân mà bệnh gan do rượu nặng á, không thể đạt mục tiêu năng lượng, thì mình cái qua cái buổi ăn bình thường á, thì mình sử dụng ONS, rồi cái việc này nó sẽ cải thiện cái khả năng sống sót và bệnh tật của cái khả năng với biến chứng ở bệnh nhân. Thì cái dinh dưỡng đường tiêu hóa qua xong thì nó đảm bảo đủ năng lượng và protein, nó cũng không có làm tăng cái nguy cơ của bệnh não gan. Thì với những cái bệnh nhân mà ASH nặng thì người ta khuyến cáo cái công thức nuôi ăn là công thức nuôi ăn tiêu chuẩn bình thường,
nhưng mà tốt hơn đó là để là cái công thức cao năng lượng, có nghĩa là 1,5 kilocalo trên 1 ml. Và ở bệnh nhân xơ gan thì sau một đêm cũng giống, nói chung là giống như em vừa trình bày hồi nãy, thì mình cũng không có dữ liệu trên cái bệnh nhân áp sát nặng, chỉ có dữ liệu trên bệnh nhân xơ gan này, cho nên mình cho ăn vào cái buổi ăn, thêm buổi ăn nhẹ buổi tối. Với cái bệnh nhân mà bệnh gan do rượu nặng á, có thể ăn uống bằng đường miệng, đường tiêu hóa, nhưng mà phải nhịn ăn tạm thời, kể cả tính là nhịn ăn vào cái buổi tối mà lớn hơn 12 tiếng á, thì mình phải nên cho gluco đường truyền tĩnh mạch với cái liều lượng là 2 tới 3 gam trên kg một ngày. Còn khi mà cái thời gian nhịn ăn mà kéo dài trên 72 giờ á, là mình phải nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch hoàn toàn. Với nuôi ăn đường tĩnh mạch thì phải được bắt đầu ngay lập tức ở bệnh nhân suy dưỡng mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng mà không nuôi dưỡng đường tiêu hóa đầy đủ. Nuôi ăn đường tĩnh mạch thì bao gồm là có thể là acetamin, gluco hoặc đường truyền trung tâm hoặc đường truyền ngoại vi đều được để hỗ trợ cho bệnh nhân thêm nếu ăn uống không đủ. Thì với cái bệnh nhân mà có bệnh não gan mà mất phản xạ ho và nuốt, hoặc là cái không có khả năng là bảo vệ được đường thở á, thì mình cần có chỉ định cho dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Thì nuôi ăn đường tiêu hóa thì cũng như là ở những bệnh nhân đường tĩnh mạch, cũng ở bệnh nhân bị bệnh gan do mỡ do rượu nặng, thì mình cũng tương tự như ở những cái bệnh nhân bệnh nặng khác. Ngay khi mình bắt đầu nuôi ăn đường tĩnh mạch đó, thì mình phải bổ sung tất cả những cái vitamin tan trong nước hoặc tan trong chất béo, cũng như là chất điện giải, nguyên tố vi lượng được sử dụng kèm luôn với cái dinh dưỡng đường tĩnh mạch từ đầu, chứ mình không có bắt đầu dinh dưỡng tĩnh mạch mà mình không có bổ sung những chất này. Và tiếp theo là cái bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Đầu tiên là Hiểu cái rồi. phần với bệnh nhân thừa cân béo phì, thì với những cái đối tượng bệnh nhân này thì người ta khuyến cáo là thay đổi lối sống và cái hoạt động thể chất là cái lựa chọn hàng đầu. Thì người ta thấy với thay đổi lối sống á, thì với cái chế độ ăn năng lượng thấp và tập thể dục mà giảm cân được dưới 5% á, thì nó sẽ cải thiện cái tích tụ mỡ gan. Nhưng mà cái chuyện này nó không có xảy ra khi mà mình chỉ có ăn ít không, tức là phải ăn giảm năng lượng kèm với là chuyện là phải tập thể dục. Nếu mà giảm cân 5 tới 10% á, với cái chế độ ăn và tập thể dục á, thì có cải thiện mô học ở gan và cải thiện sâu sắc cái chuyện nhiễm mỡ và phản ứng viêm á, được thấy là ở cái bệnh nhân mà giảm cân từ 7 tới tới 9%, giảm tới 10% cái trọng lượng cái cân nặng á, thì nó sẽ cải thiện được cái chuyện sơ hóa. Để cô tóm cái phần này cho nè, cái vấn đề mà dinh dưỡng trên bệnh nhân bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu á, thì mình có nhớ là mình có hai dạng đối tượng, một cái đối tượng là thừa cân béo phì, một cái đối tượng là không có dư cân, nó gọi là non obese đó. Thì đa số người Việt Nam mình ở châu Á nó có một cái 25% là nó thuộc cái nhóm mà không có béo phì. Thì cái nhóm mà BMI bình thường dưới 25 á thì không thể nào mình giảm cân, mình không có giảm cân được đâu. Tại vì cân nặng nó đã thấp rồi, lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn và tập luyện để tăng cơ lên và giảm mỡ xuống. Lúc đó những cái người đó đa số là ở cái thể trạng là BMI bình thường nhưng mà vẫn có vấn đề rối loạn về vấn đề chuyển hóa, là vấn đề là do nó dư mỡ, nó tích mỡ ở nội tạng, nó tích mỡ dưới da trong khi cơ rất là ít, thành ra cái BMI nó vẫn bình thường. Thành ra đối với cái nhóm mà BMI nó trên 25 á thì lúc đó mấy em mới xem xét vấn đề giảm cân. Thì người ta thấy rằng á, nếu mà giảm cân á, bắt đầu từ 5% là đã bắt đầu có cái giảm cái thay đổi để vấn đề tích tụ mỡ gan. Nhưng mà muốn mà thay đổi về tình trạng viêm và mỡ thì tối thiểu phải 7%, phải giảm trên 10% á, thì mới cải thiện tình trạng sơ hóa. Tình trạng sơ hóa gan á, thành ra thường thường những cái bệnh nhân này là tôi hay khuyên là gì? Nếu mà nó khó quá thì giảm trước là 5%, còn tốt nhất là 7% đến 10%. Ví dụ người ta đang là 70 kg là giảm 7 kg, mà 7 kg không phải là giảm 7 kg trong một tháng 2 tháng,
mà mấy em giảm trong cái khoảng thời gian khoảng 6 tháng, cố gắng giảm 10%, người ta lên chương trình như vậy một tháng phải giảm khoảng 1,5 kg. Thì khi mà giảm cân nhiều quá thì nó cũng gây ra hiện tượng là nó cũng gây ra tình trạng nhiễm mỡ ở gan, thành ra mình giảm cân như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai người ta quan trọng trên bệnh nhân, nhóm bệnh nhân này là gì, nếu mà nhịn đói á, nếu mà em chỉ khuyên bệnh nhân là nhịn đói thôi á, hoặc là ăn giảm giảm năng lượng, giảm năng lượng thường thường người ta nói giảm ít nhất là 500 kilo calo một ngày luôn đó, tức là giảm năng lượng lại, người ta thường người ta không dám ăn, thì á, nó giảm cân, nó giảm cân, nhưng mà thực sự ra là nếu không có tập luyện thể thao để tăng cái để cải thiện cái tình trạng đề kháng insulin á, cái cơ chế chính của cái NAS là cái hiện tượng đề kháng insulin, mà cái đề kháng insulin này nó chỉ cải thiện khi nào mấy em tập thể thao thôi, tập luyện thể thao thôi. Thành ra đối với những bệnh nhân mà nó giảm cân mà như nó không tập luyện thể thao á thì người ta lại không có cải thiện, không có cải thiện về tình trạng viêm và hoại tử của gan. Như vậy những bệnh nhân này phải phối hợp vừa tập thể thao và chế độ ăn nha, phối hợp cả tập thể thao và giảm cái lượng calo trong một ngày của chế độ ăn. Còn đối với những cái bệnh nhân mà cái BMI nó bình thường á, không có béo phì, béo quá cân béo phì á, thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh chế độ ăn theo cái hướng là nó tăng đạm lên và giảm mỡ, và quan trọng nhất là vẫn là tập thể thao. Đối với những bệnh nhân này không giảm cân được thì phải tập thể thao và điều chỉnh cái số lượng, cái thành phần thức ăn của mình đó đó. Mà nhớ là khi cái mức cân lượng tối thiểu á, muốn giảm nó để cải thiện về mô học là ít nhất là phải 5%, 5, 7 và 10%. 10% thì cải thiện được tình trạng sơ hóa, 7% thì cải từ 7% trở lên thì cải được tình trạng viêm hoại tử là men gan nó xuống đó. Còn khoảng từ 5% đó thì nó chỉ có cải thiện được cái tình trạng tích mỡ gan thôi. Cái quan trọng nhất là tập thể thao để mà cải thiện tình trạng đề kháng insulin đó. Nó có cái slide này có nói nè, rồi tiếp đi em. Dạ, cái với bệnh nhân mà giống cô nói là cân nặng bình thường thì chỉ có tăng hoạt động thể chất để cải thiện đề kháng insulin với lại nhiễm mỡ. Rồi cái người ta khuyến cáo cái chuyện mà cái chế độ ăn địa trung hải á, thì nó được khuyến nghị là để giảm cái tình trạng máu nhiễm mỡ với lại tăng cái độ nhạy insulin. Rồi người ta khuyên là kiêng rượu để giảm nguy cơ mắc cái bệnh, cái biến chứng bệnh đi kèm và cải thiện sinh hóa mô học của gan. Cái chuyện tiếp theo là cái phẫu thuật mà để giảm cân là phát phẫu thuật cắt một phần dạ dày á, thì người ta thấy là cái chuyện này nó cũng có lợi, đặc biệt là chuyện là nó sẽ cải thiện được cái đề kháng insulin. Và cái một số bệnh nhân mà đái tháo đường á, thì sau làm cái phẫu thuật này có thể người ta cũng không cần điều trị đái tháo đường nữa. Thì nếu mà những bệnh nhân mà có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu mà có béo phì mà không có xơ gan, sau khi đã ăn kiêng, đã giảm cân, đã tăng, nói chung là đã vận động và thể dục mà nó thất bại á, thì người ta đề xuất cái chuyện là mình có cái phẫu thuật này. Phẫu thuật cắt dạ dày hoặc là cái phẫu thuật bây giờ nó là thắt, nó thắt cái dạ dày lại á, nó thắt lại thôi chứ nó không cần phải cắt. Thì những cái này thường áp dụng cho bệnh nhân béo phì, BMI nó phải trên 32 mà bệnh nhân này nó thất bại với những phương pháp ăn kiêng rồi cái tập thể thao nó vẫn không giảm cân được thì người ta mới đưa ra cái chỉ định này. Còn chế độ ăn địa trung hải thì mấy em có học cái bài NASH rồi đó, mấy em sẽ thấy cái chế độ ăn địa trung hải nó có cái tháp á nha. Cái chế độ ăn đó là cái chế độ ăn được khuyến cáo nhất hiện nay, cái nền tảng của đó là rau rau trái cây, rau củ trái cây ha, rau củ trái cây xong tới đạm thực vật. Nó hạn chế, quan trọng nhất nó hạn chế hai chất thôi, hai chất nó ăn rất là ít đó. Vấn đề là chất béo đương nhiên nó giảm rồi, đó là thịt đỏ và đường, nó hạn chế nhất là đường. Thành ra mấy bạn muốn giảm cân mấy bạn phải hạn chế ăn đường, hạn chế ngọt, hạn chế carbon hydrate á, hạn chế luôn cả tinh bột nữa thì bạn sẽ thấy mới giảm cân nổi. Rồi, cái này nói đến thuốc hả? Giờ thuốc thì người ta chỉ thấy là cái liều lượng của vitamin E là 800 đơn vị mỗi ngày á, thì sẽ cải thiện được men gan và mô học ở người không mắc đái tháo đường. Còn những cái chất khác hình như là vitamin C hoặc là cái axit béo omega 3 á, thì người ta không có khuyến khích. Người ta có thể khuyến khích mình có thể là sử dụng cái chất dinh bổ sung dinh dưỡng có chứa probiotic hoặc synbiotic. Xin Thì biotic em là thấy phối nghiên hợp giữa probiotic và prebiotic đó. Probiotic cộng với prebiotic nó ra là cái symbiotic.
là tổng hợp, probiotic là vi khuẩn sống. Còn cái prebiotic là những cái chất mình đưa vào cho vi khuẩn nó ăn, vi khuẩn chí, vi khuẩn có lợi của mình nó ăn để nó phát triển lên. Ví dụ nó Duphalac thì nó là prebiotic. Còn hai thằng này phối hợp với nhau á, có cả vừa pro vừa re luôn là synbiotic. Còn cái omega 3 thì nó không có dùng điều trị NASH, nhưng mà omega 3 được khuyến cáo là cái thuốc đầu tay trong điều trị những bệnh nhân mà có tăng triglyceride. Tức là những cái ca mà tăng triglyceride á, thì đầu tay người ta sử dụng omega 3. Sau đó hoặc là ta phối hợp thêm cái fibrat để người ta giảm, thì đa số những cái bệnh nhân NASH thường hay tăng triglyceride. Nó hay tăng triglyceride lắm. Còn cái vitamin E á, là tại vì á, các nghiên cứu nó chỉ sử dụng trên bệnh nhân không có mắc đái tháo đường và chứng minh bằng mô học sinh thiết nó ra là NASH. Nhưng mà thật sự cái vitamin E bây giờ á, là nó khuyến cáo có thể sử dụng được trên bệnh nhân đái tháo đường luôn, thậm chí là bệnh nhân xơ gan luôn. Tại vì nó chưa làm nghiên cứu thôi. Mà một cái nguy cơ lớn nhất của vitamin E đó là ung thư tiền liệt tuyến. Ung thư tiền liệt tuyến là áp cho những cái người mà đàn ông lớn tuổi 50, 55 tuổi mà sử dụng trong 3 năm liên tục á, thì nó làm tăng nguy cơ của ung thư tiền liệt tuyến lên khoảng một chấm mấy, tôi không nhớ rõ, nhưng mà chưa tới 2 lần. Thành ra sử dụng vitamin E mà lâu dài bạn phải rất là cẩn thận vậy thôi. Còn hầu hết các bệnh gan nói chung, tất cả các bệnh gan nói chung, vì nó có cái hệ là não, hệ là kệ gan ruột, nó có một cái hệ đó, gan ruột có liên quan cái hệ tĩnh mạch, nó đi qua cái tĩnh mạch cửa đó. Thành ra hầu như bây giờ cái vai trò của prebiotic nó rất là lớn trong tất cả các bệnh gan nói chung, chứ không phải chỉ có bệnh NASH. Tất cả các bệnh gan nói chung, kể cả bệnh não gan ha, thành ra hầu như đối với bệnh gan là tôi hay cho bệnh nhân uống cái probiotic là vậy đó. Tiếp đi em, nó mất rồi. Dạ, với bệnh nhân mà mình nuôi ăn với bệnh nhân NASH á, thì nuôi ăn cái bổ sung dinh dưỡng đường tiêu hóa đường tĩnh mạch mình thấy sử dụng khi bệnh nhân có bệnh cấp tính hoặc dinh dưỡng đường miệng một mình không đủ, không có được chỉ định, đó là chống chỉ định. Bệnh nhân mà NASH có BMI mà bé hơn 30 kg trên mét vuông á, thì nên được thực hiện theo cái khuyến cáo của cái bệnh nhân AS hồi nãy. Bệnh nhân NASH béo phì mà mắc bệnh đồng thời thì được cung cấp với cái mức năng lượng tiêu thụ là 25 kcal trên kg theo cân nặng hiệu chuẩn một ngày, và cái năng lượng protein mục tiêu là từ 2 tới 2.5 gram trên kg theo cái cân nặng hiệu chuẩn. Tiếp theo là ở bệnh nhân xơ gan, thì trong xơ gan thì cái tỷ lệ phổ biến và mức độ nghiêm trọng của suy dinh dưỡng năng lượng và protein hỗn hợp á, liên quan tới cái giai đoạn của cái bệnh nhân bệnh gan mãn tính. Ở cái bệnh nhân xơ gan mà còn bù á, thì nó khoảng 20%. Còn ở bệnh nhân mà xơ gan tiến triển á, thì nó cái tỷ lệ suy dinh dưỡng này lên tới 60%. Thì suy dinh dưỡng có liên quan tới cái tỷ lệ cổ trướng hội chứng gan thận cao hơn, thời gian nằm viện gần dài hơn, chi phí điều trị tỷ lệ tử vong cũng cao hơn. Về thành phần cơ thể cái thì bệnh nhân xơ gan sẽ đặc trưng với sự suy giảm của protein và tích tụ cái tổng lượng nước trong cơ thể, và bệnh nhân sẽ có giảm kali, magie, phosphat và các chất khoáng nội bào. Rồi bệnh nhân cũng có thiếu vitamin, đặc biệt là chủ yếu nhóm vitamin nhóm B, đặc biệt là bệnh nhân do rượu. Rồi bệnh nhân thiếu vitamin có hòa tan trong chất béo, liên quan tới cái ứ mật, thiếu mứ mật và ở cái người nghiện rượu. Thay đổi chuyển hóa bệnh nhân xơ gan thì bệnh nhân xơ gan sẽ có tăng chuyển hóa năng lượng, giảm glycogen dự trữ, tăng phân tạo gluco từ cái chuyện là ly giải cơ. Bệnh nhân có kém dung nạp gluco, có đề kháng insulin, tăng insulin trong máu, có tăng dị hóa, giảm tổng hợp đạm, tăng dị hóa chất béo để cung cấp năng lượng. Chế độ ăn thì đầu tiên là mình sẽ ngưng uống rượu bia, cho ăn thì ăn từ 3 đến 5 bữa một ngày, rồi có bữa ăn nhẹ buổi tối, bổ sung các vi chất dinh dưỡng, các nhóm vitamin, tất cả nguyên tố vi lượng. Chế độ ăn nhạt thì lựa với lượng natri tổng một ngày là 60 mmol. Về cái lượng đạm với bệnh nhân mà không suy dinh dưỡng, xơ gan còn bù á, thì cái lượng
Protein khuyến cáo là 1,2 gram trên kg một ngày. Còn bệnh nhân mà có suy dinh dưỡng, có suy giảm khối cơ thì cái lượng đạm cần là 1,5 gram trên kg. Năng lượng tổng năng lượng cung cấp cho bệnh nhân suy dinh dưỡng và có suy giảm khối cơ là từ 30 tới 35 kilo calo trên ký một ngày, và đạm là 1,5 gram trên kg một ngày. Này là mình lý giải cái chuyện là bệnh lý xơ gan thì có tăng dị hóa đạm, chuyển dị hóa đạm khi mà bệnh nhân nhịn đói thì cái bữa ăn buổi tối nó sẽ tránh được cái tình trạng dị hóa đạm, rồi hạn chế mất acetamin và cải thiện cái cân bằng nitrogen. Bệnh nhân xơ gan thì có cái tình trạng tăng tiêu thụ năng lượng do các biến chứng cấp tính hoặc suy dinh dưỡng, cho nên là người ta khuyến cáo là nên ăn nhiều năng lượng. Thì cái việc tăng năng lượng ăn vào nó không khuyến cáo ở bệnh nhân mà có thừa cân béo phì. Rồi bệnh nhân béo phì xơ gan thì cũng được khuyên là phải thay đổi lối sống nhằm cái chuyện là giảm cân, rồi nó sẽ có chuyện lợi ích trong cái chuyện là giảm cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Rồi về cái chuyện hạn chế đạm ở bệnh nhân xơ gan có bệnh não gan thì mình có không có nên hạn chế đạm vì nó làm tăng cái dị hóa protein. Thì người ta thấy một trong những bệnh nhân mà được cung cấp đạm ở bệnh nhân xơ gan có bệnh não gan thì có một nhóm nhỏ bệnh nhân sẽ gọi là không có dung nạp protein, cho nên là ở nhóm bệnh nhân này thì người ta sẽ cung cấp thêm cái protein thực vật hoặc là cái protein acetamin nhánh với liều lượng là 0,25 gram trên kg một ngày để tăng cái dung nạp để đủ protein cho bệnh nhân. Rồi với cái acetamin nhánh đường uống dài hạn với liều lượng là 0,25 gram trên kg ngày thì ở bệnh nhân xơ gan tiến triển có thể cải thiện được khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống. Với bệnh nhân xơ gan mà không thể ăn bằng đường miệng hoặc không có đạt được cái đích năng lượng thì mình nên nuôi dưỡng đường tiêu hóa qua cái song. Rồi nếu mà ăn mà đường tiêu hóa cũng không có đủ thì mình sẽ tiếp tục là nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Với những vấn đề về can thiệp dinh dưỡng mà ăn năng lượng bao nhiêu thì hướng dẫn sao thì theo những cái hướng dẫn giống như trong những cái bệnh nhân không xơ gan. Và giãn tĩnh mạch thực quản không phải cái chống chỉ định của cái việc đặt tông mũi dạ dày. Còn mở dạ dày qua da thì nó có nguy cơ biến chứng cao hơn do cổ trướng với lại do cái giãn tĩnh mạch, nhưng mà cũng có thể được sử dụng luôn. Dạ, em xin hết ạ. Hết rồi đó hả? Dạ. Để cô coi cô bổ sung. Mấy em thấy cái bài cô gửi được không? À, cái bạn gì hôm bữa trình cái bệnh não gan á, cô nói gửi link group á, bây giờ cô mở cô để cho mấy em tự có thảy link group được rồi đó, cho các bạn ở các lớp khác xem á. Thì hôm bữa là ai trình cái bài viêm bệnh gan rượu ta? À, mấy em nhắc cái bạn mà trình bài bệnh gan rượu á, đưa cái bài đó lên nha, đưa lên trong cái group á, cô cho quyền mấy em vô đó được rồi đó. Thì mấy em đưa lên trong cái group đi cho những cái bạn mà các lớp khác họ tham khảo luôn. Còn có gửi cái bài cho mấy bạn đó để mở ra, nó có gì cần nói thêm không? À, cái BCAA, cái BCAA bây giờ ở ngoài thị trường nó có bán mấy cái loại mà BCAA gói á, mấy em có biết cái loại đó không? Mấy bạn nào mà bên tiêu hóa thì sẽ biết. Nó mất tiêu rồi. Okay.
cái mình có sử dụng mấy cái sữa mà giống nó người ta quảng cáo cho bệnh lý gan nữa cô, nó Nó cũng có cái nó BCA á, cái loại phải BCA gói á, mấy có dạ mấy cái tên tự nhiên quên mất tiêu cái tên rồi. Mấy cái loại BCA dành cho bệnh nhân gan á. Aminolay băng nè, rồi cái gì nữa, nhiều lắm. Aminolay thì nó khá mắc. Dạ, truyền tĩnh mạch thì em có thấy cái Tĩnh mạch thì nó có Movi thêm Hebamin. Memory Hepamine, nhưng mà truyền tĩnh mạch thì không có dùng để dinh dưỡng. Truyền tĩnh mạch thì Dạ. chỉ truyền cho bệnh nhân bệnh não gan thôi, vừa là dinh dưỡng và vừa cho bệnh nhân bệnh não gan, còn thường mình cho đường ăn, đường miệng, nhưng mà đường miệng theo cái liều của nó cho đến 3 gói một ngày, nó mắc lắm, một gói trung bình nó lên 70-80 ngàn lận á. Thành ra ví dụ như bệnh nhân ăn được á, thì em cho ăn bình thường, tăng cái lượng đạm lên, cái lượng đạm của nó là 1,2-1,5 gram bạc tí một ngày, tính cái lượng đạm có công thức tính đó, thì thường thường mình không có đủ, bệnh nhân không có đủ thì thường thường uống cái BCAA đó, thì mấy bạn cho, nếu mà không có tiền nha, bệnh nhân không có tiền uống thì nên uống buổi tối, uống buổi tối trước khi đi ngủ á, uống buổi tối pha ra uống là buổi tối. Còn 3 bữa ăn thì mình vẫn ăn bình thường, 3 hoặc 4 bữa ăn mà ăn bình thường để nó giảm cái chi phí. Thì thông thường á, cái năng lượng vào buổi tối là cái năng lượng để tạo ra đạm nha, cũng có acid amin để gan nó tổng hợp acid amin để tạo ra protein. Chứ còn cái năng lượng ban ngày á, là đa số là phục vụ cho mấy cái hoạt động hết, thành ra bệnh nhân không có tăng cơ được. Nên chính vì vậy mà cho bệnh nhân xơ gan á, thường thường mấy bạn phải là cho bệnh nhân ăn nhiều bữa, thì cái chế độ cái lượng 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 protein á, mấy cái slide đầu thì mấy bạn coi thêm thôi ha. Thì nguyên nhân mấy cái này nó dễ rồi, chỉ đi vô mấy cái đánh giá tình trạng dinh dưỡng thì cũng tự coi được nè. Trong này nó có hai cái guideline của ASO với của ISO, thì trong cái ISO á thì các bạn sẽ thấy nó đánh giá đầu tiên là bằng cái ISO này năm 2019 á, thì nó sẽ đánh giá đầu tiên là bằng cái BMI. Nó đánh giá đầu tiên BMI, nó chia ra bệnh nhân xơ gan ha, chia làm ra cái BMI dưới 18.5 á thì coi như là nguy cơ cao rồi, khỏi cần đánh giá cái gì nữa hết. Một bệnh nhân mà BMI từ dưới 18.5 để coi như là cái nguy cơ sinh dưỡng rất là cao rồi. Nếu mà BMI của đó bình thường á thì mình nên dùng sử dụng những cái phương tiện để mình đánh giá, để mình chia tầng ra là nguy cơ cao, trung bình hay thấp. Còn nếu BMI mà trên 30 á thì coi mình cũng sử dụng những cái phương tiện đánh giá dinh dưỡng, nhưng mà trên 30 kg trên mm thì mình coi như vấn đề là bệnh nhân thì còn là có thể là béo phì, nhưng mà với điều kiện là bệnh nhân này không có bị phù với báng bụng nha. Nếu bạn phải đánh giá xong họ chia nguy cơ ra để họ đánh giá. Đó là cái slide, đó là slide của thằng châu Âu đó. Còn đây là cái slide mà đánh giá cái phương tiện gọi là RFH đó ha, để đánh giá nó dùng trong cái guideline của thằng Epstein năm 2018 và các guideline luôn. Thì thường là rồi cái dinh dưỡng của xơ gan thôi, thì mấy bạn nói cái ESPEN này á, là cái vấn đề là một cái hiệp hội của châu Âu về vấn đề dinh dưỡng và chuyển hóa lâm sàng, thì cái này năm 2018, còn có ISO 2019 là cái mới, thì nó cũng không khác biệt nhiều. Thì các bạn coi những cái khuyến cáo của nó, tức là bệnh nhân không suy dinh dưỡng, bệnh nhân xơ gan còn bù, tức là một cái người bình thường xơ gan không có suy dinh dưỡng gì hết là đã đòi hỏi 1,2 gram protein bạc tí một ngày rồi. Còn nếu bệnh nhân xơ gan mà có suy dinh dưỡng, hoặc là nó gọi là sarcopenia, tức là nó gọi hồi nãy nó dịch sang cái từ là gì ta, thiếu cơ á, là 1,5 gram protein bạc tí một ngày. Còn bệnh nhân bệnh não gan thì người ta cũng khuyến cáo là không hạn chế protein. Rồi khuyến cáo 58 là chế độ ăn hồi nãy nói rồi, nhớ một bữa ăn nhẹ vào buổi tối muộn để cải thiện tình trạng protein. Còn đối với ISO năm 2019 á, thì nó cũng có cái năng, nó tính về năng lượng tối ưu á, là phải là 35 kg bạc tí một ngày. Các bạn biết 35 kg bạc tí một ngày là năng lượng khá là cao đó, trừ cho bệnh nhân béo phì thôi. Và lượng protein nhớ là lúc nào phải là 1,2 đến 1,5 gram bạc tí một ngày. Thì đây là một cái nghiên cứu, kế tiếp là cái nghiên cứu để cho thấy rằng là nếu mà dinh dưỡng á, mình ăn dinh dưỡng thêm buổi tối muộn á, thì nó tăng protein toàn bộ của cơ thể vào tháng thứ 3, thứ 6 và thứ 12 ha. Tức là bệnh nhân ăn, mấy em nhớ đối với xơ gan luôn luôn dặn bệnh nhân ăn ít nhất là 4 cữ sáng, trưa, chiều và tối trước khi đi ngủ. Nhớ là vậy, không hạn chế đạm nha. Không có hạn chế cái gì hết á. Không có kiêng trứng sữa gì hết á,
trứng sữa là cái đạm rất là dễ hấp thu, nó còn dễ hấp thu hơn cả thịt cá nữa. Mà cứ bắt bệnh nhân không cho ăn trứng, không cho uống sữa là hoàn toàn sai. Nhưng có nhiều lúc mà lên đài truyền hình nó tuyên bố là bệnh nhân xơ gan không được ăn trứng, quá 2 cái trứng một ngày là sai bét. Bệnh nhân ăn được bao nhiêu là cho ăn thoải mái, không có vấn đề gì hết, nếu mình tính lượng đạm ra thôi. Còn cái này thì chỉ nói về vấn đề đường 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 nuôi ăn thôi, bạn nói rồi. Còn đây là những cái nghiên cứu để nói là vấn đề nuôi ăn bằng đường miệng và đường gì đường đường ruột. Đó là những cái nghiên cứu để họ kết luận rằng là vẫn chưa có bằng chứng nào giữa nuôi ăn bằng đường miệng và đường ruột thì là cái nào hiệu quả hơn cái nào đó, mà nó tùy từng tình huống của bệnh nhân. Còn cái này á, cái slide kế tiếp á, là nói là những bệnh nhân xơ gan á thì thường thường cái mức độ dung nạp của nó theo cái mẫu này, tức là dung nạp tốt nhất là BCAA, tức là bệnh nhân uống vô dễ dung nạp lắm, nhưng mà thực sự trên thực tế là uống cái aminolevin hoặc là uống những cái BCAA đôi khi bệnh nhân lại rất là khó chịu, cái mùi vị khó chịu, hoặc là bệnh nhân uống vô rất là khó chịu, là tùy nha. Cái đúng ra cái khả năng hấp thu của BCAA là tốt nhất. Kế tiếp nữa là protein thực vật. Protein thực vật là gì? Là ba cái nấm á, đậu đậu này, nấm này ha, mấy cái đó rất là tốt. Ví dụ như người ta ăn chay thì phải ăn nhiều đậu hũ, ăn nhiều nấm nha, các loại đậu. Protein thực vật là hấp thu tốt nhất. Tốt thứ hai trong cái kế tiếp là sản phẩm sữa, sữa và các sản phẩm của sữa là kế tiếp ha. Thành ra bệnh nhân này là cho uống sữa thoải mái, trừ khi uống sữa bò vô họ họ không dung nạp được thì uống sữa đậu nành cũng được. Rồi kế tiếp mình là trứng, trứng và cá. Mấy bạn nhớ trứng và cá, hải sản, trứng và cá của mình là nó ngang ngang ngửa hấp thu với nhau. Thành ra bệnh nhân ăn trứng ăn cá gì tốt. Kế tiếp là thịt ha, thịt hoặc những cái xúc xích, và cuối cùng đó là huyết. Cái huyết á, cái huyết heo, huyết bò nó rất là khó hấp thu, và trên cùng nhất là axit amin thơm. Thành ra mình ăn theo thành phần đó, bệnh nhân cứ ăn protein đầy đủ các loại protein, nhưng mà nếu bệnh nhân không có dung nạp được á thì mình phải chọn lựa những cái protein nào nó dễ được dung nạp hơn, thì tùy những bệnh nhân, mà thường là những bệnh nhân xơ gan là tôi khuyên cho ăn thoải mái ha. À, ăn trứng ăn gì cũng được, tính cái thành phần nó ra. Người ta thấy ăn chay á, thì nó tốt. Ăn chay ở đây là nói là ăn chay mà có cái protein thực vật á, protein thực vật á, chứ không phải là ăn chay ở đây là ăn cơm với ăn tinh bột đâu. Ăn chay ở đây nó protein thực vật, nó đủ hàm lượng protein thực vật, với là 1 gram, 1,2 1,5 gram bạc tím một ngày á, thì nó rất là tốt về cải thiện cân bằng nitrogen vân vân ha, đặc giảm nồng độ NH3 ở bệnh nhân xơ gan, cho bệnh nhân bệnh nội gan. Còn kế tiếp này là cái bảng này được các bạn thấy là những cái thành phần protein của 8 axit amin trong trứng, trong một số thức ăn, để mình biết mình tính cho bệnh nhân. Thì mình thấy rằng là những cái thành phần thức ăn mà protein, những cái protein chuỗi phân nhánh á, tức là cái BCA, tức là gồm có valine này, lysine với iso á, thì nó lại nhiều ở trong thành phần đậu nành, đậu phụng ha. Tức là những cái thành phần mà mình cứ nghĩ là protein thực vật thì nó ít, nhưng mà thật sự là protein thực vật mình thấy những cái hàm lượng của những cái BCA này, tức acid chuỗi phân nhánh, nó rất là cao. Để bạn sẽ tính, để bạn thấy ví dụ như một cái trứng gà đó, à, lượng axit amin trong 100 gram thì nó như thế nào. Ví dụ trứng gà, một quả trứng gà thì protein của nó khoảng 14%, sữa mẹ thì 1,5%, thịt nạc thì khoảng 16,3%, có nghĩa là 100 gram thịt nạc thì nó chỉ có 16,5 gram protein thôi, mà bệnh nhân của mình cần ít nhất là 1,2 gram bạc ký một ngày. Nó bạn tính đi, 50 kg là ít nhất là nhiêu, 50 kg là phải 60 gram đúng không? 60 gram thì ít nhất phải là ăn 400 gram, 300 đến 400 gram thịt một ngày đó. Các bạn có ăn được cái mức đó không? Người ta chia ra thịt, cá, sữa ha. Đa số dân Việt Nam của mình á, dân của Việt Nam của mình là ăn thiếu protein hết. Bản thân mình là người bình thường, mình ăn rất là thiếu protein. Và những cái người xơ gan người ta càng sợ nữa, nghe bác sĩ khuyên là không nên ăn nhiều trứng sữa, là hạn chế nữa. Thành ra người ta suy dưỡng, đa số là suy dưỡng đạm hết. Các bạn thấy nó mập vậy đó, cân nặng vậy đó, là toàn là mỡ không à, chứ nó không có đạm. Đa số mình là mỡ, thiếu protein rất là nhiều. Thành ra mình dựa vào những cái bảng này để mình tính cái lượng. Mình chỉ nói cơ bản là bệnh nhân nếu mà ăn thịt thì khoảng bao nhiêu trăm gram một ngày, nếu mà ăn cá thì khoảng bao nhiêu trăm gram một ngày ha, ăn trứng thì như thế nào, để mình hướng dẫn cho bệnh nhân ăn cho nó đủ. Đầu tiên bệnh nhân ăn nhiều bữa, nên ăn một bữa nhiều lúc các bạn biết không, ăn một bữa nó không có hấp thu được, nó khó tiêu, nó sình bụng, nhất là những bệnh nhân mà bán bụng nữa, là ăn một bữa vô là người ta sẽ cái bụng nó rất là đầy đầy
vì do cái bán bụng nó đẩy nó chèn lên cái cơ hoành á. Thật ra em dặn mình nên cứ ăn lai ra 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 nhiều bữa trong ngày. Còn nếu mà cung cấp thêm BCA người nãy nói rồi 0,25 gram bạc phí một ngày ha. Nhưng mà thường thường mình không có khả năng để cung cấp 0,25 gram bạc phí một ngày đâu. Thành ra đôi khi á, mình phải chỉ cho bệnh nhân uống cái BCA nào vào buổi tối thôi ha. Còn ban ngày thì ăn được bao nhiêu thì ăn. Còn những cái vấn đề khác là vitamin D, vấn đề hạn chế natri để bệnh nhân sơ gan báo bụng, người ta chỉ hạn chế natri để bệnh nhân báo bụng thôi nha. Tại vì mấy bạn biết là nếu mà hạn chế natri là nó rất là hạn chế natri xuống còn khoảng 2 gram một ngày á. Tại vì cái khi mà ăn nhạt quá nó không có ngon á, đừng có ăn mặn quá thôi. Ăn khi mấy em bắt bệnh nhân ăn nhạt quá chỉ trừ khi bệnh nhân có báo bụng thôi hoặc bệnh nhân phù thôi, chứ còn bình thường cho ăn natri bình thường không cần phải hạn chế. À, tại vì khi hạn chế như vậy nó làm cảm giác mất cái cảm giác ăn ngon miệng, bệnh nhân ăn không có nhiều được. Còn đối với bệnh nhân có bệnh não gan ha, bệnh nhân có bệnh não gan thì cái đây là cái guideline của thằng là cái hiệp hội bệnh não gan đó. À, thì ở đây nó cũ nhưng nó cũng khuyến cáo là cho dù bệnh nhân có bệnh não gan đi chăng nữa thì cái lượng năng lượng mà hàng ngày tối ưu nó vẫn là 35 đến 40 kcal một ngày, một ký một ngày, có nghĩa là mình không có giảm cái năng lượng hết. Và lượng protein tối ưu trên bệnh nhân não gan vẫn là 1,2 1,5 gram bạc phí một ngày, vẫn chia nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày và vẫn có một bữa ăn trễ, một bữa ăn muộn, một bữa tối muộn, và bữa ăn tối muộn thường là carbohydrate. À, cũng khuyên cáo là ăn rau và ăn protein sữa ha, vẫn vẫn ăn nhiều dinh dưỡng, có nhiều rau, có nhiều protein sữa và cung cấp BCAA. BCAA là trong đối với bệnh não gan nó vừa là phương pháp điều trị nữa. Đây là một số nghiên cứu vấn đề sử dụng sơ gan và bệnh nội gan tối thiểu, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng là nếu mà người ta cái nhóm mà tiếp tục ăn chế độ ăn thường ngày so với là một cái nhóm mà có một cái chế độ liệu pháp dinh dưỡng hợp lý là 30 đến 35 kcal một ký một ngày, protein là 1 đến 1,5 gram một ngày, thì cái nhóm mà có liệu pháp như vậy thì nó hiệu quả trong vấn đề điều trị bệnh não gan tối thiểu hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Có nghĩa là mình cứ sợ là tăng lượng đạm lên thì nó làm nặng bệnh não gan, nhưng mà không phải á. Và cái hiệp hội này là hiệp hội về nitrogen chuyển hóa và bệnh não gan của thế giới đó, thì cái này nó khá là cũ rồi, năm 2023. Thì các bạn xem thêm trong này rồi cái lượng năng lượng bạc phí một ngày và chia làm nhóm là nhóm có béo phì, nhóm có cân nặng bình thường, và lượng protein hàng ngày nó cũng vậy thôi, không thay đổi gì hết á. Nhưng mà cái nhóm béo phì á thì nó em giảm cái lượng năng lượng xuống còn khoảng 25 đến 35 kcal bạc phí một ngày thôi ha. À, tức là những cái ca béo phì á, hoặc là xuống từ 20 đến 25 nếu mà BMI béo phì mà BMI nó vượt trên 40, còn cái lượng protein mỗi ngày cũng khoảng là 1,2 đến 1,5 gram bạc phí một ngày. Nếu mà béo phì á, thì 1 đến 1,5 gram, nếu mà béo phì đến cái mức mà BMI trên 40 thì cũng là khoảng từ 1 đến 1,5 gram. Như vậy mình không có giảm là mình không có giảm lượng protein bao nhiêu hết, mà mình giảm năng lượng toàn thể của một ngày. Còn đối với những người mà suy dinh dưỡng á, suy dinh dưỡng á mà có nguy cơ thì mình sẽ thấy cái lượng protein của nó rất là cao á, nó cũng khá là cao, và lượng đạm cũng khoảng trung bình từ 1,2 đến 1,5 gram bạc phí một ngày thôi. Nhưng mà mấy bạn muốn mà bảo đảm bệnh nhân ăn một cái chế độ protein khoảng 1,2 gram bạc phí một ngày á, cũng rất là khó. Tại vì cái thói quen của người Việt Nam mình á thì không có ăn đạm nhiều, quen ăn cơm ăn carbohydrate không à nha, mà carbohydrate bôn nó sẽ làm tăng mỡ trong gan á, nó tích tụ mỡ ngoại vi nó không có tốt lắm. Rồi kế tiếp nó khuyên về chế độ ăn chất xơ ha, chất xơ thôi, và những cái vi lượng thì cái này mình đọc thêm. À, cái do lượng đạm đó là khi mà hạn chế protein thì suy dinh dưỡng tăng phân hủy cơ, tăng phân tích amino acid, do đó nó gây một cái nghịch lý nữa, tăng tăng NH3 ha. Như vậy hạn chế protein không phải là để giảm, không có giảm được NH3 đâu, mà nó thành cái nghịch lý, nó sẽ làm tăng NH3. Và do đó mà trong cái trường hợp mà phải hạn chế protein tạm thời á, trong giai đoạn bệnh não gan người ta thấy cũng không có lợi. Mà những bệnh não gan mà mức độ nhẹ, độ 1, độ 2 thì có thể dung nạp chế độ ăn bình thường. Trường hợp mà bệnh não gan nặng á, không dung nạp được protein á, mà bệnh nhân này không đáp ứng với điều kiện tối ưu của bệnh não gan đó là lactulose phối hợp với rifaximin. Nếu mà phối hợp kiểm soát yếu tố thúc đẩy điều trị lactulose với rifaximin rồi á, mà bệnh nhân vẫn không cải thiện bệnh não gan thì mấy bạn có thể hạn chế protein tạm thời thôi.
nhưng mà trong thời gian rất là ngắn, trong vòng 48 tiếng sau đó mấy bạn phải quay trở lại cái lượng protein đầy đủ. Mấy cái này thì mình đọc thôi. Tóm lại là bổ sung với bạn là chỉ cần nhớ mấy thứ nè. Thứ nhất là mình không có hạn chế protein ở cái người bệnh gan, sơ gan mất bù, thậm chí cả là có bệnh não gan ha. Và lượng protein trung bình á, đối với người sơ gan á, thì là từ 1,2 đến 1,5 gram bạc ký một ngày. Với cái calo năng lượng của nó khoảng là 35 kilo calo bạc ký một ngày. Tùy cái mức độ bệnh nhân này là có béo phì hay không béo phì thì mình sẽ giảm cái calo xuống. Giảm cái lượng calo xuống. Nếu mà suy dinh dưỡng thôi là calo đôi khi nó tăng lên 35 đến 40 kg calo bạc ký một ngày. Còn đối với người mà béo phì quá mức thì nó có thể giảm xuống khoảng 25 đến 30 kg calo bạc ký một ngày. Nhưng cái lượng protein á, nó cũng không có giảm nha, cái lượng protein nó cũng không có giảm. Cái mức thấp nhất nó vẫn giữ là 1,2 gram bạc ký một ngày. Một cái nhớ nữa là đối với bệnh não gan á, thì khi giảm protein nó không phải là để giảm NH3 mà giảm protein nó sẽ làm nghịch lý tăng lại NH3. Do đó đối với bệnh não gan mình cũng không giảm protein như hồi trước đây mình học. Trừ những trường hợp mà nó bệnh não gan á, mà nó không đáp ứng với điều trị chuẩn ha, mà nó không dung nạp protein á, thì mình có thể giảm xuống cái liều thấp là 0,8 gram bạc ký một ngày thôi, nhưng mình giảm trong thời gian rất là ngắn, khoảng 48 tiếng thôi, sau đó mình quay lại cái chế độ ăn protein là 1,2 đến 1,5 gram bạc ký một ngày. Cái bài này chỉ muốn nói cho mấy bạn nhớ một cái điều là cái khái niệm từ xưa đến nay là sơ gan mất bù là hạn chế đạm là hoàn toàn sai nha. Và đa số bệnh nhân sơ gan, đặc biệt sơ gan mất bù thì gần như 60 đến 90% bệnh nhân suy dinh dưỡng đạm. Các bạn thấy bệnh nhân vô teo hết cơ vì có hiện tượng dị hóa đạm, bệnh nhân teo hết sạch cơ luôn, chỉ còn mỡ với da không thôi. Cân nặng thì không thay đổi nha. Thì những bệnh nhân như vậy thì nó tăng là rất là nhiều nguy cơ tử vong tăng lên và nguy cơ các biến chứng liên quan đến bệnh gan đều tăng lên hết. Do đó người ta mới coi rằng là suy dinh dưỡng đạm, suy dinh dưỡng này là suy dinh dưỡng thiếu đạm, được xem là một cái biến chứng nguy hiểm và rất thường gặp trên bệnh nhân xơ gan. Do đó tất cả những bệnh nhân bệnh gan, đặc biệt là bệnh nhân xơ gan là phải đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng hết nha. Và những bệnh nhân mà có BMI dưới 18.5 hoặc là xơ gan JC được xem là có nguy cơ cao của suy dinh dưỡng. Và nhớ cái chế độ ăn của đó. Và thứ thứ tự ăn của mình là gì? BCA là dễ dung nạp nhất, kế tiếp là đạm thực vật. Kế tiếp là gì? Sữa và sản phẩm của sữa, kế tiếp là trứng và cá ha. Cuối cùng nữa là thịt và cuối cùng thế là mấy cái huyết heo, huyết bò rất là khó dung nạp. Nên có thắc mắc gì không? Thực ra khi mình đừng có khuyên bệnh nhân, bệnh nhân sợ lắm, bệnh nhân theo cái thói quen là cứ thấy xơ gan là không dám ăn trứng này, là họ sai hoàn toàn luôn á, như thế trứng lộn trứng gì muốn ăn cái giống gì ăn ha. Ăn được dung nạp được, bệnh nhân không đầy hơi khó tiêu không ấy thì vẫn cứ ăn cho ăn thoải mái. Nhớ là phải tăng số lần bữa ăn lên, các đặc biệt là xơ gan mất bù thì khoảng thời gian giữa các bữa ăn phải ngắn lại nhé bạn. Do đó mà cái buổi tối cuối cùng đôi khi 10 giờ đêm ngủ cho bệnh nhân ăn thêm một bữa nhẹ nữa ha. Ngày sáng hôm sau bệnh nhân 6 giờ sáng dậy là ăn tiếp nha. Thế em bình thường khi gặp bệnh nhân sơ gan với buổi bạn hướng dẫn chế độ ăn sao? Gặp sơ gan ha, kèm đái tháo đường nữa. Gặp sơ gan, bán bụng, đái tháo đường. Là mấy bạn kiêng sạch, không còn gì để ăn hết. Ngọt cũng kiêng, mặn cũng kiêng. Rồi thấy sơ gan nặng có kiêng luôn đạm rồi cuối cùng ăn gì em? Còn có bữa rau à, không còn gì để ăn hết. Suy dinh dưỡng. Cho nên mình nhớ là cái chế độ ăn nó rất là quan trọng đối với những bệnh nhân này. Đối với những bệnh nhân mà nằm viện á, thì thường thường những cái bệnh viện lớn á, người ta sẽ mời các chuyên gia dinh dưỡng lên họ đánh giá, họ có một cái chế độ ăn trong ngày cho bệnh nhân ha. Hầu hết các bệnh viện lớn nó đều có cái chế độ ăn dành riêng cho những cái đối tượng riêng biệt để họ tính cái lượng calo trong ngày với lượng protein trong ngày cho bệnh nhân. Còn đôi khi mình ở mấy cái bệnh viện á, thì mình nếu mà bệnh nhân ngoại trú thì mình sẽ hướng dẫn cái cách ăn cho bệnh nhân. Thường với bệnh nhân này tôi hay cho ăn trứng, ăn lòng trắng trứng nhiều ha, hoặc là cho bệnh nhân ăn ăn hột vịt lộn á mấy bạn.
rất là nhiều năng lượng. Uống sữa thoải mái á, nếu mà không uống sữa động vật được vô tiêu chảy thì mình cho mình uống sữa thực vật á. Các bạn còn thắc mắc gì không? Cái bạn mà trình hôm bữa bài bệnh bệnh gan rượu á, đâu rồi? Bạn đó hôm nay có mặt không? Phương ơi. Ủa Minh cũng được. Minh Minh, cái bạn trình bệnh gan rượu là trong nhóm của Minh hay nhóm ai vậy Minh? Trình bệnh gan rượu là không phải trong nhóm em chị ơi. Em nói mấy bạn mà hôm bữa trình bệnh gan rượu với cái bạn này, hôm nay đưa cái bài lên cho các bạn tham khảo đi, tại vì mấy bạn này nó có dịch rồi, mấy bạn đỡ phải đọc cực. Cái bệnh gan rượu là em nhớ rồi, cái anh đó anh Thanh ở bên như 175 để em nói nhóm vậy. Tại vì nói gửi lên cho mấy bạn có cái bài đó để coi, tại vì ảnh dịch sang tiếng Việt rồi á, mấy bạn dễ đọc. Cái Dạ. bài này hôm nay cũng vậy, gửi lên là tôi có gửi thêm cái bài của tôi cho mấy em tham khảo thêm đó. Dạ dạ để em nhắn group ạ. Mấy em có thắc mắc gì không? Mấy em còn bài gì nữa? Tại vì giao mấy em trình nữa. Nhóm mình còn bài gì nữa không? Học xong hết chưa? Hôm nay như Thư nó bị sốt xuất huyết. Mấy bạn xem coi tuần sau mấy bạn muốn trình cái gì thì mấy bạn báo nghe. Tại vì tôi nói thiệt với bạn, một ngày tôi họp đến 4-5 cuộc họp nữa. Trời ơi, họp suốt luôn. Họp cái xong, cái họp xong cái quên mất tiêu. Dặn mấy bạn ngày hôm qua cũng vậy. Ngày hôm nay vừa mới họp xong, mới họp xong cái hội đồng đạo đức để xét cái đề án, để cương nghiên cứu mới, để sử dụng cái thuốc mới trong cái Covid đó. Rồi vừa họp xong, sực nhớ còn mấy bạn chứ, họp suốt. Trong một ngày không biết họp bao nhiêu cú. Thành ra mấy bạn muốn trình cái gì hay có cái gì thì mấy bạn cứ gửi lên trên group á. Rồi gửi trước là coi tuần sau muốn trình cái gì. Hôm bữa giờ trình cũng khá nhiều rồi đó. Coi còn cái gì chưa trình IBS trình chưa? Hình như chưa trình IBS phải không? Mấy bạn, mấy em có học bài IBS chưa vậy? Rồi không nhớ luôn. Nên Minh coi trong nhóm, coi nhóm là coi là tuần sau muốn trình cái gì với là thời gian nào là phù hợp nhất nghe Minh. Dạ. Rồi nếu không thắc mắc gì hết thì mình nghỉ nha, cho mấy bạn nghỉ. Dạ rồi, em chào cô.